Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Tiểu thuyết Cỏ Hoang của nhà văn Sơn Nam Tác phẩm được bắt đầu phát hành từ năm 1969 người đọc Thái Hoàng Phi tập 8 câu nói chân thành và lãng mạn ấy chỉ làm xúc cảm cậu út trong phút giây cậu muốn nói thêm rồi đây đời cậu sẽ trôi ra ngoài biển Simla theo chân Ngọc Anh đến Hòn Tre ngoài biển sóng gió mịt mù cậu chưa quen với khung cảnh rừng rậm cô đơn qua khúc dòi ngôi nhà cai hộ hiện ra chưa chi cậu út kêu lên trời hại tôi rồi trễ rồi hai ba cây đèn pin quét qua quét lại trong sân ánh sáng làm hiện ra tỏ rõ cái vách nhà mấy chậu kiểm và chiếc cano đậu dưới bến trên sân năm bảy người lực lượng đi qua đi lại như bận rộn lắm họ mang súng đúng là lính ma tà từ chợ rạch giá cậu út tức giận vô cùng nói to anh tới đó thử xem nó làm gì anh được Thằng cai hộ nhờ lính Mata vô đây rước Ngọc Anh ra chợ Gả cho bác sĩ Renault Tiếm mừng thầm Vì nếu Ngọc Anh theo chồng tận ngoài chợ rách giá Thì cậu Út sẽ ở lại với nàng Sẽ gìn giữ chồng dễ hơn lúc trước Nàng nói giả vờ như lo lắng Như vậy là quá đáng Cần chi súng ống Cô Ngọc Anh thiệt là tội nghiệp Từ trong bờ có tiếng gọi Cậu Út Ghé vô đây Tôi là năm nay nè Có chuyện lạ Nhận ra giọng nói của Nam Nhật Cậu Út bèn cho ghe tam bản ghé vào bến lá dừa nước Nam Nhật đứng sẵn trên bờ Điếu thuốc chập chờn soi rõ khuôn mặt rắn rỏi và mới tóc dựng đứng Chiếc tam bản lủi lên bãi Cậu trèo lên rồi bò lơm khom nhảy lên bờ Tôi đây, Tụi nó làm gì vậy? Nam Nhật không trả lời thẳng Đi với ai đó? Vợ tôi, thì cậu lại đằng này Cậu Út khỏi khẽ Nó rước cô Ngọc Anh về chợ hả? Tại sao mình không biết trước Biết chứ Nhưng chống cự lúc này là ngu dại Mình cho tụi nó vô rọ rồi bắt tụi nó sau Cậu đừng lo Đây là thể diện của tôi và của cậu Gần tới đó Mình ngồi xuống Tụi nó cho lính canh chừng bốn phía nhà Úc kiểm thì buồn và giận vui vơ Năm nhật thì thích chí Vì mọi việc đều trôi chảy đúng theo ý muốn Anh ta cầu mong cho bác sĩ Renault Đem Ngọc Anh ra ngoài hòn tre Để xây ổ quyên ương Ra ngoài đó anh ta dễ thao túng hơn Nếu bác sĩ đem tài sản ra ngoài đảo Thì anh ta sẽ cướp giật dễ dàng Chừng ấy cậu Úc giúp một tay đắc lực Ngoài hòn tre Dường như còn kho tàng của chú Tàu Hải Nam trộn giấu Trước đời vua Gia Long Ra hòn Anh ta sẽ làm một công hai chuyện Nghĩ tới đó Năm Nhật nảy ra một sáng kiến Cứ dùng túng và khuyến khích cho bác sĩ Renault Đem Ngọc Anh ra đảo Rồi đây Mình giúp cậu Úc ra sống ngoài đó sẵn dịp mình làm quen với ngọc anh dạy nàng nên lừa đảo người chồng ngoại lai để nàng có cơ hội gặp cậu út đến gần nhà cai hộ hai người ngồi xuống nép vào gốc cây xoài năm nhật nói không có cai hộ không có bác sĩ Renault mình thua nó trận này thiệt là dở tại sao anh năm không đề phòng kỹ lưỡng phá bọn nó chuyến đi hay chuyến về năm nhật đáp dầu có phá bọn đó vẫn đem ngọc anh ra hồn tre như vậy là thuận lợi cho mình ngoài đó từ mấy ngày rài bọn tay em của tôi đã dò đường đất, cất một căn tròi trong hang đá, dự trữ đầy đủ đồ ăn, dự sống độ ba tháng. Cậu út nói: cảm ơn năm. Nhưng cảnh này làm tôi đau xót quá. Nó dẫn Ngọc Anh ra cửa kìa. Chiếc cano đã rồ máy, làm sao an ủi? Nhắn tin với Ngọc Anh rằng đêm nay tôi có mặt tại đây. Quả thật, chiếc cano nổ máy, cây đèn pha ở trước mũi cháy sáng. ở trong sớm đều thức dậy, họ đứng ngoài vòng rào để gỡ rối cho cậu út năm nhật nói tỉnh táo đời còn dài cậu út à tôi hứa với cậu là trong vòng bốn ngày nữa cậu gặp mặt ngọc anh trên bãi biển hòn tre bác sĩ rờ nô có phòng mạch tại chợ rạch giá năm bảy ngày mới ra hòn thăm ngọc anh một lần cậu út dậm chân như vậy tôi là thằng hèn năm nhật cười giòn thì cậu cứ bình tĩnh vô nhà xin gặp mặt ngọc anh để tiễn nàng ai dám ngăn cản theo tôi biết thì cai hộ không có về nhà chỉ có bọn lính mã tà và người tài công Mà cậu quen biết hôm nọ Phải Nãy giờ tôi ngu dại quá Nói xong cậu út đứng dậy Năm Nhật nói dối theo Cậu nên vui vẻ Đừng gây gỗ là được Đến gần cổng Cậu út nghe tiếng quát to Ai đó Đứng lại Cậu út trả lời Tôi mà Tôi là út Kiểm Hôm trước tôi tới đây ăn tiệc Anh có quyền gì mà nạt nộ tôi À cô Ngọc Anh thấy Ngọc Anh đang đứng trước thềm Cậu Út cứ xăm xăm bước vào Người lính mã tà nhìn theo như để hỏi ý kiến của Ngọc Anh Ngọc Anh mừng quýnh bè lên tiếng Bạn của ba tôi Mấy chú cứ để cho cậu này vô nhà Sao mấy chú khó tánh quá vậy Viên đội mã tà được lệnh của bác sĩ Rờ Tới nhà cai hộ để rước Ngọc Anh Đề phòng trường hợp bất trắc Bác sĩ đã căn dặn nên dàn xếp khéo léo Cho Ngọc Anh vui vẻ xuống cano Nếu nàng tức giận đập phá đồ đạc trong nhà Hoặc đòi tự tử Thì chỉ gây dư luận xấu viên đội nói với người lính mã tà cậu đó đáng nghi nhưng không mang theo súng ống để tôi theo dõi đừng làm quá mức cô ngọc anh giận viên đội đến trước hàng bà ngọc anh nói chú chờ tôi nói chuyện với người bạn viên đội đáp thưa cô ông ca dạy tôi nên về rạch giá cho sớm để trễ thì bất lợi dọc đường hơi nguy hiểm bây giờ chín giờ rồi ngọc anh đáp mới chín giờ tối còn dư thì giờ về chợ mười phút nữa tôi đi Dạ cano rồ máy rồi Cậu Út nói Tôi nói chuyện vài phút không được sao Ngọc Anh khoát tay Như xua đuổi viên đội mã tà Chú Rình nghe chuyện gì Chú vô đây để rước tôi Theo lệnh của cha tôi Tôi đâu phải là tù tội Viên đội lẩm bẩm Nhưng mà tôi sợ người quấy rối Thí dụ như bọn cướp Cậu Út trợn mắt Ai là ăn cướp Chú lo canh chừng ngoài sân kìa Hay là chú muốn chọc tức Ngọc Anh bèn nắm tay Úc Kiểm một cách tự nhiên Anh vô trong này Cậu Úc vào phòng khách ngồi xuống Ngọc Anh dặn đèn lên rưng rưng nước mắt Nàng đem lá thơ của cha trao cho cậu Úc Anh hiểu giùm em Em thề tự tử dọc đường Làm gì mà giống như ăn cướp Còn gì thể diện của em Anh nghĩ sao Cậu Úc nói khẽ Anh ra ngoài hòn tre để đón em Miễn là em giữ lòng chung thủy với anh Em là vợ anh chứ không còn ai khác Em tin lời anh không Ngọc Anh nhìn giáo giác Thằng ất đứng chợ ngay cửa phòng Theo lệnh của tớp lính Mã Tà Nàng căng nhằn Em muốn lấy cây kéo hớp mớ tóc trao cho anh Cậu út cúi đầu Đủ rồi anh hiểu lòng em Em cứ vui vẻ lên đường Rồi đây mình có hoàn cảnh sống gần nhau suốt ngày đêm Nhiều ngày liên tiếp Nếu khó quá chúng mình vượt biển qua bên sim Bên cao miên mà sống Viên đội Mã Tà cứ đứng lấp ló trước cửa Thưa cô tới giờ rồi Cậu út nói Em cứ xuống cano Anh đưa em Em nên cười tươi Đừng cho tụi nó nghi ngờ Hai người đi song song ra khỏi cổng Chiếc cano lại rồ máy Cậu Út nói to Mời cô Ngọc Anh xuống cano Nhưng Ngọc Anh nghẹn ngào Đôi chân run rẩy Dân làng cứ bàn tán thì thào Bọn lính Ma Ta tập trung xuống trước mũi Sau lái cano Hai người lính dịu nàng xuống Cậu Út Kiểm chợt nhận ra Anh Tài Công hôm nọ ráng mà giữ tay lái nghe không hôm nào mình gặp nhau ăn nhậu một bữa nữa người tài công lắc đầu đừng buồn tôi nghe cậu út tôi làm mướn cho thiên hạ dây đổi đã mở chiếc cano quay mũi chạy ra giữa sông cậu út đứng thẫn thờ chợt thấy nam nhật ở bên cạnh dân chúng lần lượt giải tán nam nhật khuyên nhủ khuya rồi mình bàn chuyện khác lại quá mà uống rượu hoặc xuống tam bản của tôi nhưng vắng bóng người yêu thì vũ trụ như hoang tàn sụp đổ làm sao một cậu trai yêu đời có máu nóng kiêu hãnh lại có thể đầu hàng hoàn cảnh dòng sông chảy đen ngòm ở dãy nhà bên kia đen đuốc tắt lần lượt cậu ngồi xuống gục đầu thái độ ấy càng khiến năm nhật tin tưởng vào kế hoạch sắp tới cậu út dám liều mạng để theo chân người yêu phía sau chợt có tiếng gọi anh ơi anh ở lại hay về tím xuất hiện dáng điệu mảnh khảnh hai tay ôm ngực cậu út dai lại anh ở đây anh có lỗi nhiều với em Nhưng anh vẫn là anh Trời sanh ra với cái tật này Tiếng giang này giọng run run Thì trời sanh em ra để nhận lãnh bao nhiêu đau khổ Em đòi về bởi vì sương xuống Trời lạnh em không dám làm phiền anh bất cứ điều gì Năm Nhật nói khẽ Cậu đưa cô về rồi tùy ý cậu Tôi còn ở đây tới sáng mai Ngày mốt chắc tôi ra ngoài đó Ngoài đó nghĩa là hòn tre Cậu út thêm nóng nảy Nếu ra đó trước Ngọc Anh thì chắc nàng cảm động lắm công việc quan trọng là làm thế nào để tống khứ tím về nhà thật gấp cậu đứng dậy thật nhanh tôi về anh năm chờ tôi dưới bến cứ chèo tam bản theo tôi nói xong cậu út xuống tam bản nắm hai cây chèo sau lái tím ngồi cú rủ bên trong mừng thầm vì ít ra cậu cũng biết giữ thể diện cho nàng trước mặt người khác người ấy đúng là tên cướp năm nhật không còn ai đâu xa lạ chiếc tam bản lướt nhanh cậu út chèo mạnh tay dậm chân trên gián sạp Năm Nhật dùng chiếc tam bản riêng Giữ khoảng cách chừng vài chục thước Anh ta ca giọng cổ nhái theo dĩa hát gió bất lạnh lùng Giọng ngâm nga quê mùa Một ý kiến nảy ra trong tâm trí cô tím Tại sao ta không dùng tiền bạc để mua chuộc tên cướp này Hắn tham tiền nên dám làm chuyện mạo hiểm Chứ nào có lý tưởng gì cao đẹp đâu Khi đến bến Cậu út nhảy lên bờ để buộc dây đổi Tím đến bên cạnh chàng Sẵn dịp này anh mời ông bạn lên nhà uống nước Cậu út muốn che giấu Nhưng liệu bề khó nói gạt người yêu Nên nói một câu khó hiểu Mặc kệ Hơi đâu lo Người có nghĩa Nàng đứng hồi lâu Cố ý chờ tên cướp năm nhật Năm nhật cứ bình tĩnh Cho tam bản tiến lại gần bến Chó sủa vang rân trên nhà Nàng rầy chó rồi lên tiếng Mời anh vô nhà tôi một lần cho biết Năm nhật mừng vì gặp cơ hội tốt Để dòm ngó ngôi nhà của hội đồng tám Ngày nào đó gặp bước đường cùng Anh ta sẽ hăng hàng tại nhà này Tiếm là cô gái sang trọng có ăn học Nếu cần thì anh ta sẽ xin tiền để tiêu xài cho thích chí Nhưng chuyện cần kiếp nhất Vẫn là ra hòn tre để đánh cướp nhà bác sĩ Rờ Và tìm kho tàng của chú Tàu Hải Nam Bởi vậy anh ta giả vờ từ chối Tôi là người hầu bàn Sợ không xứng đáng với lại Tiếm cứ im lặng với nụ cười Anh cứ nói Tánh tôi dễ lắm Vợ chồng tôi mang ơn anh nhiều Ba tôi đi vắng năm mười ngày mới ngủ nhà một lần Anh chưa tin lời tôi sao Ba tôi thích đá gà Cảm ơn cô Nhưng tôi còn hỏi ý cậu Úc út Kiệm nói nhanh Ừ thì lên nhà uống nước hoặc ăn cháo Đời là vậy mà Lên cho mau hơi lạnh rồi đó Cả bà lên nhà Vợ chồng út Kiệm ở phía sau Khi nàng về thì đứa tớ gái mở cửa Cậu Úc lên giường nằm dài Chiếc giường và chăn gối gợi lại hình ảnh Ngọc Anh Giờ này chiếc cano đang chạy nhanh về phía chợ rạch giá Đột nhiên cậu hỏi ở tắt cậu có sao không nam nhật lại bẽn lẽn vì thật khó mà trả lời trước mặt cô tím cậu đừng lo mệt thì nằm nghỉ ở đây chứ chắc lát nữa tôi về ăn rồi hãy về em ơi đem rượu mời anh nắm. năm nam nhật cau mày vì cậu út không giữ gìn bí mật gì nữa anh ta đến gần cái ghế ở phòng khách tím nói nhanh nhà tôi mệt mời anh uống rượu nàng đẩy nhẹ cánh cửa Cố ý không cho cậu út nghe được câu chuyện bên ngoài Lúc nàng mở tủ rượu Năm Nhật nhìn ra sân Quả thật ngôi nhà này quá kiên cố Sát dách rào lại giải nhà trệt hơn 10 căn Dùng để làm lẫm lúa Tiếm rót rượu đầy ly Anh cứ uống Tôi căn dặn tụi nó nấu cháo Dạ cảm ơn May mắn cho tôi được làm quen với cô Tôi nghèo nhưng biết phải quấy Mong cô đừng khinh khi tôi Tiếm nói thật khẽ Sau này hãy gặp chuyện trắc trở anh cứ gặp tôi Hoàn cảnh vợ chồng tôi anh dư biết Tôi thì thương chồng Năm nhật cúi đầu Dạ cô nói ít tôi hiểu nhiều Miễn là cô tin lời tôi Cô thấy chứ Nếu là đứa phản bội thì tới đây để làm gì Biết trước chuyện cao hộ cho lính mã tài về rước cô Ngọc Anh Tôi chờ sẵn Đề phòng câu út quá nóng nảy rồi gây gỗ Không có lợi cho thể diện gia đình Tiếm vẫn biết rằng Năm Nhật muốn tống tiền Nhưng tạm thời trong lúc này anh ta là người tốt Nàng vào phòng riêng hồi lâu Ngồi ngoài này Năm Nhật cười thích chí khi nghe tiếng ren ren Đúng là tím đang mở khóa tủ sắt lấy tiền Khi tím trở ra Năm Nhật giả vờ trong ngóng phía ngoài sân Đôi mắt mơ màng Tím nói Anh lấy dùm số tiền mọn này Năm Nhật mừng quýnh Vì đó là một sắp giấy con công Năm đồng mỗi tấm Ôi cô làm vậy là Không tin tấm lòng tốt của tôi rồi Tím trả lời Anh cứ lấy để giúp chồng tôi Tôi biết rằng cần thì anh dám hy sinh tính mạng Tôi nhớ ơn anh Vừa lúc ấy cậu Út lên tiếng Bây giờ mình làm gì Anh nằm đâu rồi Bàn tay Nam Nhật thò ra nhận số tiền Rồi bỏ vào túi Để chứng tỏ rằng mình dư thiện chí Anh ta trả lời Cậu mệt thì cứ ngủ Tôi mệt nhưng không ngủ được Tôi muốn đi Nam Nhật lý qua tiếng Cậu cứ ngủ nhà Sáng mai tôi rước cậu Tại đây Bây giờ tôi còn chuyện riêng Ban đêm mà đi chơi thì mất sức Cậu nên dành sức lực chờ dịp khác Ừ anh nằm ngủ ở đây nghe Tôi ngủ lại đây với cậu Tiếm mở cửa cho Năm Nhật lú đầu vào cho cậu út thấy mặt Rồi nàng đóng cửa lại nói tiếp Chồng tôi có thật ham vui Lại còn say mê cô Ngọc Anh Anh làm thế nào cho chồng tôi ở với tôi Bằng không chắc tôi đi tu Anh nghĩ sao Biết rằng khó nói láo với người có ăn học như tím Năm Nhật trả lời bây giờ thì khó lắm nhưng rốt cuộc lá rụng về cội sau khoảng thời gian lêu lỏng cậu út sẽ hiểu rằng tình yêu chân thật chỉ có ở trong gia đình với vợ hiền con ngoan mà thôi tôi cũng tệ lắm cô à nếu đếm kỹ thế tôi có sáu bảy bà vợ rốt cuộc tôi vẫn trở về người vợ mà cha mẹ tôi cưới cho tôi bây giờ tôi qua bên kia xong sáng mai trở lại từ trong phòng cậu út ngáy khò khò tím đưa năm nhật ra ngoài cổng khép cửa lại Nàng phục thầm tài ăn nói và cái bản lĩnh khá cao của Nam Nhật Chính nhờ bản lĩnh ấy mà anh ta thuyết phục được chồng nàng Nàng vào nhà đóng cửa lại Nằm bên cạnh chồng Rồi ngủ thiêu thiêu với nụ cười an ủi Rồi đây nếu mình có bản lĩnh Thì người chồng đáng yêu này sẽ trở lại gia đình Từ 10 ngày rồi Đảo Hòn Tre trở nên náo nhiệt lạ thường Dân chài lưới xúm nhau bàn tán Bên gành đá Chưa hiểu số phận ra sao Họ được tụ họp chung quanh hay là họ phải dời qua đảo khác Hòn tre là vị trí thuận lợi để nghỉ ngơi và tìm nước ngọt Từ hòn vô chợ rạch giá chỉ cách khoảng 10 số ngàn Gặp lúc trúng lưới Họ đem cá tươi vô chợ bán với giá cao Khỏi cần nhờ người trung gian Ban đêm ngồi trên bãi Dân chài lưới thấy rõ ánh đèn chợ rạch giá như bầy đôm đóm Chiếc cano đưa cai hộ ra hòn tre Ông ta muốn quan sát vị trí Tìm nơi cao ráo, kín đáo Để làm nơi trú ngụ cho Ngọc Anh và bác sĩ Renault Trước đó vài mươi năm Một người Pháp đã ra hòn cất ngôi nhà sàn khá chắc chắn Vào nhà cai hộ đứng ngắm nghía rồi dai lại nói với thằng ất Mày thấy làm sao ất cười thích thú Ngoài này vui quá à, như ở trên núi Thì đây là núi chứ còn gì nữa Núi ở giữa biển như cái hòn non bộ Thằng Nam Nhật dám ra đây không ất giật mình Dạ chắc là không dám Sao vậy Rồi bác sĩ Renault Nô có súng nhưng mà Cai hộ không nói dứt lời Đi thẳng vào trong Mở mấy cánh cửa phòng Rồi mở lưng cửa sổ Nhà có ba phòng khá rộng Từ cửa sổ trong ra Ông Cai thấy vùng trời bao la Xanh như chàm Mây trắng trôi lang thang như gần lắm Và chiếc tàu bùm hải nam lướt ngoài khơi Dương ba cánh bùm đen đúa Cai hộ nói với thằng ất Bây giờ mình dạo một vòng Phía bãi cát Dân ở đây thiệt là khó tin ất xuống bãi cây cối ve ra che khuất đường đi cát trắng chùi xuống khiến nó trợn chân cai hộ nói coi chừng te đập đầu vô đá là ra máu à ất nhìn xuống hai ba con cuốn chiếu to cỡ ngón tay đang co rút khoanh tròn ất buộc miệng nói ghê quá cai hộ nói tao chưa ra hồ này lần nào nhưng hồi ba năm trước tao gặp thứ cuốn chiếu to gấp đôi ở núi cấm đột nhiên có tiếng nói khá to Ráng ráng sợ hơn ông cai ơi Cai hộ và thằng ức sửng sốt trông lên Một gương mặt đen đúa hiện ra giữa kẻ lá Trên chẳng ba cây cổ thụ Phản ứng đầu tiên của hai người là thối lui Người nọ cười giòn Sợ tôi sao Tôi sợ ông chứ Nếu vậy thì tôi xin lỗi ông Cai hộ thị quay Xuống đất nói chuyện Làm gì ở trên đó Tại sao biết tao là ông cai Người nọ chính là tám mạnh Tai sai thân tính của Nam Nhật Hôm cướp phá nhà cai hộ Anh ta đã theo sát năm nhật Từ trên nóc nhảy xuống Rồi lấy nước mà tưới vào mấy bao vôi bột Ra đây để theo dõi cai hộ và bác sĩ rờ Tám mạnh thấy vui sướng quá Vì năm nhật trao cho anh ta số tiền quá to Để làm một công việc không nguy hiểm chút nào cả Anh ta nhảy gọn gàng xuống đất Rồi trả lời Tôi vô đất liền Tới nhà ông để bán khô gọc và tôm khô mấy lần Bởi vì tôi vô danh tiểu tốt Nên ông không biết tôi Tôi mến ông lắm gương mặt đen sạm và nhất là cái răng vàng ở hàm răng dưới của người đối diện khiến cai hộ nhớ mang máng đến một kẻ đã từng quen mặt không hiểu rõ trong trường hợp nào ông cai nói vậy hả ra đây hồi nào dạ lâu rồi tôi làm nghề biển nghe nói ông chúa đảo sắp ra đây để sửa sai nhà cửa tôi lo ngại chúa đảo nào dạ bác sĩ rờ làm chủ từ lâu mà chưa ra ở ông bác sĩ là chúa đạo, tại tôi phong chức cho ổng. Trai hộ tiếp tục cuộc điều tra. Tám mạnh vừa nói vừa đi men về phía bãi biển. Năm bãi chiếc ghe nhỏ đậu sẵn trên bãi. Dân chài lưới đang nấu cơm nướng cá. Tám mạnh đã giao thiệp với dân chài hồi ngày hôm qua. Họ sẵn sàng cử anh ta làm người đại diện để thương thuyết với bác sĩ Renault Đứng về mặt pháp lý thì bác sĩ có quyền trục xuất họ ra khỏi bãi vì lý do an ninh. Họ không bao giờ đóng thuế thân nếu chống đối với bác sĩ. Họ phải thiệt vì ngoài hòn tre ra họ chẳng còn nơi nào để nghỉ ngơi khi chờ thủy triều lên xuống đám người lạ mặt này khiến cai hộ thêm lo sợ đồng thời ông ta cũng hơi mừng nếu bọn cướp trà trộn vào nay mai bác sĩ r và ngọc anh sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức có thể bị ám sát nhà cầm quyền ở trong chợ hay biết thì quá trễ nhưng mặt khác nếu họ ham tiền thì bác sĩ r mua chuột dễ dàng họ sẽ canh phòng nghiêm nhặt nếu thấy người lạ mặt bước chân lên đảo thì được quyền xét hỏi bắt bớ trước rồi trình cho Ngọc Anh và bác sĩ biết sau Chừng đó bọn Nam Nhật và Úc Kiểm Không còn nơi nương náo để hoạt động Cai hộ ngắm khung cảnh rồi mỉm cười Trong kia là chợ rạch giá phải không Tâm mạnh đáp Hòn tre như cửa ải Dòm ngó tất cả ghe thuyền ra vào Bọn tàu Hải Nam còn nhờ cậy tới tuổi tôi Khi muốn vô chợ Cai hộ dùng lời sương ngọt ngào Nhờ chú em dẫn đường chứ gì Nghe nói hệ nước rồng thì bãi biển lồi ra dài một hai cây số chưa quen dòng nước thì tàu phải mắc cạn dạ thiên cơ bất khả lậu tụi nó buôn lậu hay gặp ti thương chánh chạy cano xung quanh đảo để tuần tiểu thì lên bờ nhờ tụi tôi cất giấu sơ sơ vài chục kg áp phiện lậu thuế rõ ràng người đối diện là ông chúa đảo thứ nhì có quỷ quyền không kém gì bác sĩ reno cai hộ nhìn mọi người đang uống rượu trên bãi thỉnh thoảng họ đưa chai rượu lên cao họ hát gian rân Tám mệnh thích chí vô cùng Lúc này anh ta xưng danh tánh như thế Giờ đây các bạn đã gây uy tín cho anh ta Trước mặt cai hộ Anh ta hỏi cai hộ Ông cai ăn uống gì chưa Còn anh bạn đi theo ông cai là ai Thôi chờ dịp khác Mình ngồi xuống à, hút thuốc nói chuyện đời Gió thổi hù hù qua rặng dừa ở sát bãi Trên sườn đảo khỉ kêu chí chóe Từ dưới trong lên ngôi nhà bị khuất lấp giữa khu rừng dày bịch cai hộ thở dài ngao ngán ở tiểu giang sang này bọn cướp dễ hoành hành hơn ở làng lương tâm và tên tám mạnh này đúng là lục lâm thảo khấu trong truyện tàu ngày xưa nếu chống đối với bọn chúng thì ông cai và ngọc anh sẽ lãnh nhiều hậu quả tai hại nghĩ vậy cai hộ vỗ vai tám mạnh chú em ở đây bác nhờ em nhiều chuyện tám mạnh muốn tránh mọi sự nghi ngờ nên đưa điều kiện nhờ ông cai nói với bác sĩ cho phép tụi tôi ở dưới bãi này để sanh sống qua ngày theo luật lệ tụi tôi phải giờ đi nơi khác Ngoài ra chúng tôi hứa canh phòng ngày đêm Nếu ông cai hoặc ông bác sĩ cho chút ít tiền Ai lấn hiếp tụi tôi thì ông bác sĩ ra tay bảo bọc Cai hộ nói Chú em nói có lý Khi tôi lửa tắt đèn Thiếu mấy em thì làm sao mà sống Ngày mai bác sĩ ra đây Tám mạnh nói Tụi tôi phải trốn hay là ra trình diện với bác sĩ Dân trốn sâu lậu thuế mà nếu ông cai không thương xót thì thật là khó xử Là người hiền lành lặn hộp ngoài biển để kiếm chút cháo Tụi tôi đâu dám ăn thua với người có súng đạn Trong khi cai hộ đang cau mày suy nghĩ Thì tấm mạnh nói nửa đùa nửa thật Nhân cùng tắt biến vật cùng tắt phân Con chó mà bị lấn tiếng qua thì nó cắn ẩu Đất nước này của ông thổ địa của Hà Bá Thì tụi tôi cũng được quyền tá túc ngoài bãi Cai hộ đáp được rồi chú em tên là gì Ngày mốt buổi sáng chú em tới trước nhà con bác sĩ Bác nói với bác sĩ cho chú em ở trên bãi làm ăn Lâu lâu nếu vui thì bác sĩ cho một số tiền Miễn là chú em trung thành Biết ăn cây nào rào cây nấy Cảm ơn ông cai tôi là Tám Mạnh Từ nãy giờ thằng ất chú ý đến gương mặt hơi quen của Tám Mạnh Nó không ngờ rằng phe đảng của Nam Nhật và Úc kiểm quá mạnh khi ông cai vừa quay mặt tới Linh sườn đồi Tâm Mạnh nói Còn chú kia lại đây uống một hớp rượu để làm quen Dường như chú ở nhà ông cai từ mấy năm rồi Chú có đá banh với tôi một lần mà Lại đây Trai hộ bèn nói khẽ Ất, mày lại gần chú Tao hồ nghi đây là đáng cướp trá hình Mai mốt đây tao lấy độc trị độc Năm nhật mà ra đây thì bị thằng Tâm Mạnh này đánh tơi bời Ất đến gần Tâm Mạnh nâng chén rượu uống nhanh Tâm Mạnh nói Trâu bò chém nhau rồi mũi chết Chú mày nên làm cách nào cho sống nhăn Để ăn cơm ăn cá với người ta Ất nói Dạ cảm ơn anh Em là tôi tớ của thiên hạ Hiền như cục đất Anh thương dùm Nè Cứ nói với cai hộ rằng tao là đứa trung thành Nếu cai hộ nghi ngờ điều gì Chú mày phải binh vực tao Ai làm ơn thì tao nhớ Ai gây quán thì tao cũng không quên Đi theo ổng Kẻ ông chờ tắm mạnh từ giả bọn người chài lưới rồi nhảy truyền theo gành đá đến chót hòn tre nơi mà giới ngư phủ gọi là mũi hà bá ở mũi này nước khá sâu ghe thuyền ghé vào dễ dàng kín đáo nhưng nếu thuyền chìm tánh mạng con người khó bảo đảm cá mập lội nhẫn nhơ nước sâu hơn 10 sải vách đá thẳng dốc nếu lội tới bờ thì nạn nhân không có chỗ nào bám víu mặt trời xế dần chiếc cano đã quay trở về tám mạnh trèo lên mỏm đá cao trông theo trên cano còn hai người khác chắc là lính mã tà đi theo hộ vệ chờ quá lâu tám mạnh nằm dài trên mỏm đá bầy khỉ cứ nhảy nhót trên ngọn dừa nhưng bỗng nhiên có con khỉ to nhảy xuống sát bên tám mạnh lũ khỉ hơn mười con nhảy theo chạy lơm khơm mất dạng phía sườn đảo tám mạnh ngồi dậy lẩm bẩm ai phá bầy khỉ khỉ đang trèo ở cây dừa treo leo sợ bị đốn gốc nên chạy tẩu thoát có tiếng giọng gian chừng này mà ngủ rồi sao chứ đúng là giọng năm nhật năm nhật và út kiểm đi theo hướng mặt trời nên tấm mạnh phải che mắt mới thấy rõ anh năm tới rồi nào chào cậu út năm nhật không trả lời thẳng coi tao với cậu út giống như thợ rừng không anh năm sách búa coi ngán quá hèn gì mấy con khỉ chạy tán loạn sợ anh đốn gốc dừa xuống bãi đem đồ ăn lên hôm nay chúng mày cực khổ lắm ban đêm ngủ ở đâu Nói thật anh năm thương tôi ngủ ngoài trời Nghe anh nói ngoài này có cái hang đá Em kiếm hoài không gặp Cái hộ ra đây bao lâu rồi về Em gặp hồi nãy Ông ta hứa mướn em là người giữ nhà cho bác sĩ Reno. Dường như thần ức nhớ mặt em Em dằn mặt nó một trận Đời này chớ khó tin ai Ve đậu đằng kia kìa vác gạo lên Tao với cậu út vô trong trước Ủa trời Rồi làm sao em biết đường vô hang Ây cái hang ở đây đừng cãi Nói xong Nam Nhật nắm tay cậu Úc Cậu dám nhảy xuống cục đá trắng đằng kia không Tuy đứng ở nơi không cao cho lắm Cậu út vẫn sợ Vì nếu rủi té đập đầu vào đá Thì tánh mạng khó an toàn Lúc cậu do dự thì Nam Nhật nói đùa Hồi năm ngoái lúc mới ra hòn tre này Tôi còn chết nhát hơn cậu Bây giờ thì quen Cậu ôm cổ tôi Tôi cổng rồi nhảy một cái là tới Trong khi cậu Úc còn do dự Nam Nhật nói đùa Cậu nhớ cô Ngọc Anh Thì một ngày nữa là gặp Nhà của bác sĩ Renault ở gần chứ không xa Nói là nhà chứ đúng ra nó là cái tròi vách ván Mình ra vô bất cứ lúc nào Vô hang cho ấm Hay là cậu bị giải sống dọc đường Hang đá lạnh ngắt hiện ra Cậu Út Kiểm cảm thấy ớn lạnh Hai tay khoanh trước ngực Cậu kêu lên Ghê quá Anh Năm đốt đèn cho sáng Con gì kêu vậy Cho tôi nằm cho tôi uống nước Năm Nhật vừa mừng vừa lo Út Kiểm ra đây sống với anh ta những chuỗi ngày Đầy gia nguy trong hang đá Năm ngoái đến hang đá này một lần Anh ta đoán chừng có kho tàng chôn giấu Trong đáy hang nước nhiều bị bẩm từ trên nóc đá Nếu lách mình khéo léo thì vào một ngõ hẹp chập chờn ánh sáng Trong đáy tầng cùng ấy Có cái lưu bằng đá Không biết ai đem đến từ bao giờ Đúng là cái lưu nhân tạo với những vết đẽo gọt Nửa hang chật hẹp Người ta làm cách nào đem cái lưu vào trong Năm nhật thử nhảy vào trong lưu Miệng lưu cao ngang ngực Bên trong chẳng có gì cả Ngoài trừ vài con cuốn chiếu vài con ốc kỳ lạ lần này khi bước chân vào hang anh ta mừng rỡ vì rong vẫn mọc xanh trên đá trong hang mùi ấm ướt xông lên ngoài cửa hang chưa thấy khúc củi đóng than tro nào cả như vậy có nghĩa là chưa có ai vô đây từ một năm qua đến gần cái ngách chật hẹp anh ta vội trở ra lo rằng cậu út chú ý đến cái kho tàng biết được chuyện ấy cậu út sẽ khinh khi anh ta cho rằng anh ta ra đảo chỉ vì tham vọng riêng cũng như trước kia anh ta có ý cướp phá nhà cai hộ chỉ vì ham cái hộp bánh mì đựng đầy vàng bạc cậu út nói to Cho tôi nằm mệt lắm cho tôi uống nước anh năm ơi tại sao tôi bị giải sống quá lâu hay là bà chúa đảo quở phạt tôi dạ cậu chờ lát nữa thằng tám mạnh nó đem chiếu nớp tới đây nó xuống ghe lâu rồi sao chưa thấy trở lên kìa khi vào cửa hàng tám mạnh giật mình không ngờ ở hòn tre có cái hang sâu và cao như vậy hang gì vậy anh năm cháu nó ăn thông ra ngoài biển phải chi đầu kia ăn luồn tới nhà bác sĩ reno Thì mình xuất nhập theo kiểu tàn hình Làm sao ổng đề phòng hoặc rửa theo kịp Năm Nhật nói Im đi Muốn gì thì nói nhỏ trong này Tao cấm không cho mày nói lớn tiếng hoặc đốt lửa ở miệng hang Trải chiếu cho cậu Út nằm Chiếu chưa trải xong là Út kiểm nằm lăn ra Rồi co rút hai chân như con tôm kho tàu Cậu rên hừ hừ Nói lãm nhảm Còn cái mền hay chiếc chiếu nào khác không Đắp thêm mệt lắm nóng lắm năm nhật đem chiếc chiếu còn lại phủ lên mình cậu út rồi anh ta sờ lên trán cậu hơi nóng bốc ra hừng hực hai cánh tay cậu cựa quậy miệng rên hừ hừ năm nhật khều tắm mạnh cả hai đến đáy hàng mà bàn bạc chưa chi tắm mạnh đã méo mặt chắc là bà bá quở phạt bệnh trôi nước rét rừng chứ không có bệnh nào khác cả cậu út chưa quen phong thổ cai hộ nói gì với mày chừng nào hắn trở ra Mày vô đây cho biết một lần rồi đừng vô nữa Tụi nó nghi ngờ Coi chừng mấy thằng chạy lưới ở dưới bãi Dần đó khó tin lắm Hãy bác sĩ Renault cho tiền bạc là họ làm phản Tấm mạnh hơi phật ý Vì trước khi ra đây Nam Nhật nói rõ mục đích là cùng nhau tìm kho tàng Và đánh cướp nhà bác sĩ Renault Phải chăng Nam Nhật đã thấy vị trí kho tàng Muốn hưởng một mình Không chia cho đồng bọn Anh ta nói Anh âm dạy thì em tuân lời Vài ngày nữa muốn gặp anh em làm bằng cách nào thì mày cứ vô hang lúc chạng dạng Trước khi vô mày luyện ba cục đá nhỏ Nhớ làm quen với cô Ngọc Anh Nói với cô rằng cậu Út đã tới đảo đang mang bệnh Cô trả lời thế nào mày cho tao biết Phải giữ kín đừng cho ca hộ hoặc bác sĩ Renault biết cái hang này Bọn nó chặn cửa hang đốt lửa rồi xông khói vô Thì chết cả đám Mày quên chuyện Tam Quốc rồi sao Tam Mạnh trở ra trèo lên bực đá Trong hang cậu Út cứ nói lảm nhảm Quả thật cậu bị bệnh rét rừng Cổ khô môi nóng rang Ngoài da thì lạnh nhưng trong gan ruột Tim phổi thì lạnh buốt Hồi lâu cậu hỏi Anh Năm Tôi ở đâu Năm Nhật đến bên cạnh trả lời giọng ôn tồn Cậu ra tới đảo rồi Ngày mai cậu gặp Ngọc Anh Chắc tôi chết quá Trước mặt cậu Úc Nhiều hình ảnh hiện ra xoay tròn Dường như cậu bị giọng đầu xuống đất Đôi mắt đổ sao nhiều đốm vàng xanh đỏ nhảy múa chập chờn biển khơi hiện ra với sóng gió muôn trùng chiếc cano chở ngọc anh đang lắc rung bỗng đầu một con cá mập từ trên trời phóng vào ngọc anh kêu rú cậu út cựa quậy rên la cá mập ăn thịt Năm Nhật biết rằng cậu Úc đang làm cử rét nên nói mê sản. Năm Nhật lấy cái chăn nhỏ đem vào đáy hang đá hứng mấy giọt nước. Khi khăn vừa ướt, anh ta đem chùi mặt cậu Úc Cậu Út mơ màng Nãy giờ tôi đi đâu Cho tôi uống nước Rồi cậu ngồi dậy Ngồi co rút hai chân Giữa lưng vào vách đá Uống xong chén nước lạnh Cậu trông ra phía cửa hàng Bậy quá Tôi đau hơi nặng Năm nhật bèn an ủi Hòn tre này thời tiết hơi độc Cậu ở vài ngày rồi quen Năm ngoái ra đây tôi mang bệnh Rồi thì đâu vào đó Lần sau vô chợ rạch giá tôi mua cho cậu vài chục viên ký ninh Cậu út đòi ra khỏi hàng để thám hiểm, tìm hiểu ngôi nhà mà bác sĩ Renault dành cho Ngọc Anh. Trời sụp tối, đó là lý do để Năm Nhật từ chối. Thật ra anh ta đang chờ Tám Mạnh. Ngôi nhà ở sườn đảo đã tu bổ xong. Bác sĩ Renault cai hộ thằng ức ngồi chung quanh bàn tiệc. Cai hộ gọi to. Tám Mạnh đâu? Ra đây ăn uống cho vui. Nghe gọi đến tên mình, Tám Mạnh vô cùng mừng rỡ vì anh ta được cai hộ giới thiệu với bác sĩ Renault để làm quản gia. Anh ta hơi khúm núm Dạ cảm ơn ông cai Cai hộ chỉ cái ghế Chú em ngồi xuống Ở đây là chỗ vui vẻ bình dân Bác sĩ trông cậy vào em Dạ em thì dở lắm Sợ công việc quá khó khăn Ông cai cứ xem em như đứa trung thành Như thiên lôi biểu đâu đánh đó Để cho Ngọc Anh và thằng ất đừng nghi ngờ Tấm mạnh uống một hớp rượu chát Rồi kiếm cớ rút lui ra sân Em lo phận sự canh phòng Bữa nay trời êm dân chạy lưới tụ hợp dưới bãi biển hơi đông Nhưng không có ai lạ Khi tắm mạnh đi khuất Ngọc Anh cũng tìm lý do để vào trong Bác sĩ Renault giúp giai nàng mà căng dặn Ngoài này khí hậu tốt lắm Nhiều người mang bệnh Chỉ vì không biết phòng ngừa lúc ban đầu Cô nên uống một viên ký niên trước khi ngủ Mẹ thì cứ ngủ sớm Khi đến phòng Ngọc Anh gọi thằng ất Em vô đây Nãy giờ cô sợ quá Thằng ất vào phòng gật đầu Thưa cô Em hồ nghi thằng Tám Mạnh này Dường như nó là tay em của bọn cướp năm nhật Nó có cái răng lòi xỉ Đêm đó lúc em sửa soạn đổ vô bột xuống Thì nó lấy thùng múc nước Lát sau nó ẩm hợp đựng dòng vàng của cô Vậy thì em nên cho ông Cai biết Em nói rồi Nhưng ông Cai không tin Thật là nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà Ra đây là để tránh bọn năm nhật Về yeah, đâu lại gặp Lời xác nhận của thằng Ất làm cho Ngọc Anh vui sướng Vì nếu quả thật tấm mạnh là tay em của Nam Nhật Thì nhất định cậu Út Kiểm sẽ ra đây Hoặc đã ra trước rồi Muốn gặp cậu Út Nàng phải tìm cách nào đuổi bác sĩ Rờ về chờ rạch giá cho nhanh Nàng mỉm cười nhớ đến người yêu Từ rạch giá ra đây Nàng đi cano ấy thế mà bị dại sống Huống gì cậu Út dùng thuyền nhỏ Chừng nào em về Nghe Ngọc Anh hỏi thằng Ất chưa trả lời dứt khoát được Dạ còn tùy ông cai Em muốn về gấp Ở ngoài này lâu ngày sợ bệnh Ngọc Anh ngẫm nghĩ hồi lâu Thỉnh thoảng em ra đây cho vui Chắc cô ở không lâu Buồn quá chừng Ngọc Anh ngã lưng xuống nằm ngủ Ất cũng chui vào nếp Ở trước mái hiên Nó không chịu ngủ mùng vì tiết trời lạnh lẽo Bên bàn rượu Cai Hộ và bác sĩ Rno tiếp tục câu chuyện Cai Hộ nói Tình trạng như vậy đó Không xài nó thì biết nhờ ai nếu đem đưa lạ mặt tới thì Bác sĩ Renault gật gù Thì tôi nắm nhật giết Bởi vậy tôi không cho lính mã ta ra ngoài này Rủi thằng Tâm Mạnh nghe lời năm nhật ra tay quá sớm Bác sĩ trở tay không kịp Ông cai chớ lo Bọn nó chờ ít lắm là năm mười ngày Địa thế hòn tre này tôi dành lắm Đây là bản đồ ngôi nhà Rồi bác sĩ vẽ lên bàn vài nét đại khái ngôi nhà ăn thông qua cái hang đá bí mật hang đá này nổi danh là huyền bí nhưng rốt cuộc không có gì ráo cai hộ giật mình quý trời bọn cướp quy tụ dưới hang xong vô nhà thì làm sao bác sĩ đáp hang ấy bị khóa kiến rồi nhiều người xuống đó để tìm kho tàn cách đây sáu mươi năm vài người lính thủy pháp vô hang rồi man bệnh người thông ngôn ra khỏi hang rồi câm luôn ba bốn ngày không nói ra tiếng chắc dưới hang có ma quỷ à tôi nghe nói ở thất sơn ông bác vật làng năm đó xuống hang thấy quỷ đang họp trở về không dám tiết lộ thiên cơ bác sĩ rờ đáp người thôn ngôn nọ bị bệnh rét dần, vậy thôi lúc làm cử rét thì cơ thể như bị hủy hoại vì chúng ăn tất cả những hột sau đó nếu bọn cứ vô hàn thì sớm muộn gì cũng chết thằng tám mạnh là tên cướp nó hám tiền Tôi cho nó tiền Hôm sau cây hộp và thằng ớt xuống cano về đạch giá Ngoài đảo chỉ còn lại bác sĩ và Ngọc Anh Tấm mạnh lo nấu nước Khi nước sôi Anh ta pha trà và cà phê cho bác sĩ Ngọc Anh đứng buồn rầu trên bao lơn Nàng muốn nói chuyện với thằng tấm mạnh Để hiểu rõ nơi cậu út đang ẩn nấu Nhưng nàng hiểu rằng Nếu tiếp xúc quá gấp Thì chưa ắt tấm mạnh dám nói sự thật Ngoài ra Ngọc Anh còn sợ bác sĩ Renault Đêm rồi bác sĩ chỉ yêu cầu nàng một điều Đừng làm ông ta buồn Bốn năm nữa chừng về Pháp Ông để tất cả gia tài này cho nàng Chừng đó nàng được trọn quyền tìm người yêu Bác sĩ cầm muỗng quậy cho đường tan trong ly cà phê Ông ta gọi Cô uống cà phê kẻo nguội Ngọc Anh dai lại Em uống ít thôi Bác sĩ đem ly cà phê đến dân cho Ngọc Anh Rồi phân trần một mình Tiếng cô của người A Nam hay lắm Giữa cô và tôi đây Xa nhau vì tuổi tác Gọi bạn cô là thiết hợp Ngọc Anh uống một hớp cà phê Rồi để ly xuống Em không quen uống cà phê Ở nhà quê quen rồi Nói xong Ngọc Anh dựa vào bao lần. Ngoài kia sóng biển chập trùng Dài con chim bé nhỏ lượn quanh Mấy cánh bườm Nàng thở dài So sánh phận mình như bầy chim bơi vơ ấy Chết thì chưa chết Nhưng chẳng bao giờ được yên thân Bác sĩ Renault tin chắc rằng Tám Mạnh và Ngọc Anh chưa tiếp xúc với nhau Ông đã theo dõi mọi hành động của Tám Mạnh Từ khi hắn vào nhà này Để khỏi mất thời giờ Ông giả vờ nói Chắc cô nhớ nhà Ngọc Anh hơi giận Làm sao không nhớ được Rồi mai chiều bác sĩ về rạch giá Em ở đây một mình Tôi ở đây Mỗi tuần vài ngày Nếu cô muốn về rạch giá Bất cứ lúc nào cô cho tôi hay biết Chiếc cano đóng chưa xong Nửa tháng nữa hãy ở Sài Gòn mới gửi xuống trái kịp Cano chạy biển là thứ tốt Máy mạnh Ngọc Anh hơi bực dọc Em chưa quen cánh rừng rậm này Bác sĩ Renault quay vào trong ra lệnh Tám mạnh đâu Đem cái bàn nhỏ để ngoài sân Dưới bóng cây cho tao đọc sách Đến góc cây bác sĩ dừng lại Tám mạnh để cái bàn kê chân cho vững Đôi mắt anh ta cứ láo liền Vì bác sĩ sờ tay vào cái túi giày cộm Thật ra bác sĩ muốn gài bẫy Gợi tánh tò mò của tám mạnh Ngồi xuống ghế Bác sĩ đem sắp giấy ra Rút cây viết máy Mở nắp tay ông bóp trái như suy nghĩ Quả tình là tấm mạnh đang theo dõi Bác sĩ cười thầm Gió thổi tấm giấy bay xuống đất Tấm mạnh nói Thưa bác sĩ gió thổi Bác sĩ Rồ ra khỏi phòng xuống thang Lượm cho ta tấm giấy đó quế lắm Bác sĩ chắc rằng tấm mạnh là đứa gian nếu là ngay thẳng Anh ta lên lượm tấm bản đồ nọ Đem để trên bàn ngay chỗ cũ Đúng là đứa Giang có ý tránh tiếng Giang Lượm xong tấm giấy Tâm Mạnh hỏi Dạ bác sĩ cho tôi uống thuốc một ngày mấy lần Thì mỗi ngày một viên Uống rồi ăn thật no Kẹo khuất công phạt cái chín nhất đầu Tâm Mạnh hỏi Dạ uống với nước nóng hay nước lạnh Nước lạnh tốt hơn Uống thật nhiều nước Nãy giờ tôi hơi ớn lạnh Vậy chắc là uống liền bây giờ phải đó dụng ý của tấm mạnh là rời khỏi sân để trở vào nhà quan sát vị trí cái tủ để thi hành thủ đoạn đen tối ngọc anh vẫn ngồi rầu rĩ khi nghe tiếng chân trên sàn nhà thì ngẩng đầu lên ai đó tấm mạnh nghĩ rằng trong hoàn cảnh chân ướt chân ráo này có ngọc anh là giúp anh ta được dạ em đây ngọc anh gọi tấm mạnh vô đây cô hỏi chuyện cứ nói thiệt rồi cô lo liệu cho Ai đưa chú mày tới đây này Thằng ớt nhìn mặt chú mày rồi Cô không ưa gì thằng chồng già này Nếu chú mày giúp thì cô nhớ ơn Cậu út ra tới đây chưa Tấm mạnh mừng quýnh nhưng giả vờ sợ hãi Gương mặt sầu thảm của Ngọc Anh Khiến anh ta tin chắc rằng Nàng đang đau khổ vì tình yêu Dạ cô thương thì em nhờ Nói ra em sợ ông bác sĩ bảo Cậu út tới rồi Nhưng mà nhưng nhưng mà chưa tới Làm sao cho cô gặp cậu út Dạ, nguy hiểm em lắm à, em sợ chết Cậu Út ở gần hay xa? Ra đây cậu chắc ăn uống cực khổ lắm, tội nghiệp Tâm Mạnh nói liền Cậu Út và Nam Nhật muốn em vô nhà này Để lấy một món đồ làm bằng chứng Nếu không lấy được món đồ Cậu Út không tin vì sợ em làm phản Theo phe bác sĩ Ngọc Anh nói nhanh Món gì? Cô giúp em tất cả mọi việc Là ăn cắp khẩu súng của bác sĩ Tâm Mạnh nói ngay Dạ, chiều nay em nói rõ bác sĩ vô nhà kia Em xuống bếp lo nấu cơm Em muốn lấy cái hộp đem về cho cậu Út làm tin Khi vào nhà, bác sĩ Renault thấy bóng dáng Tám Mạnh từ trong phòng Ngọc Anh Để che giấu âm mưu của mình Tám Mạnh nói hơi to Tôi nhổ lông gà rồi cho bà hay Để nhờ bà chỉ dạy cách thức nấu nướng Hồi nào tới giờ tôi chưa nấu nướng đầu tay Ngọc Anh nói Lát nữa tôi xuống Bác sĩ Renault ôm cái hộp vào lòng Đáng lý ra ông đem để nó trong cái tủ Có hai ổ khóa bí mật Nhưng làm vậy thì đêm nay Tám Mạnh khó đánh cấp Ông muốn cho đối phương thi hành thủ đoạn Để theo dõi dễ dàng hơn Nghĩ vậy ông để cái hộp trong phòng Lấy mền phủ lên như cố ý che giấu một bảo vật Lúc ông ngồi hút thuốc Tám Mạnh từ nhà bếp trở lên Vào phòng Ngọc Anh Lát sau Ngọc Anh xuống bếp Ông thay đổi chỗ ngồi để dễ quan sát hơn Ngọc Anh và Tám Mạnh ngồi gần nhau bên lưu nước Thỉnh thoảng Tám Mạnh liếc về phía nhà trên Ngọc Anh giận vô ý nói to Hơi đâu mà sợ Ngoài này mà ở không yên Thì tao về chợ rạch giá Ai dám làm gì tao Bác sĩ rờ gật gù Rót một rượu mạnh vào cái ly nhỏ Ông tự hào rằng Mình thông minh hơn dân bổn xứ Mấy tháng qua Ông nhẫn nhịn chỉ vì muốn ăn thua với bọn thất học năm nhật Đảng cướp ấy sợ dĩ Chỉ còn hoành hành trong tỉnh rạch giá Chỉ vì ti mật thám làm việc không đúng phương pháp Nhân viên quá tham nhũng Bị năm nhật mua chuột hết tập 8 còn tiếp